Thưa quý vị, đợt không khí lạnh lần này đã khiến nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc giảm sâu. Nhiều điểm ở khu vực vùng núi chìm trong rét buốt với nhiệt độ xuống cực thấp. Trời rét đậm rét hại và điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là với những người có bệnh nền. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, người dân cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, phòng tránh nguy cơ đột quỵ. Vậy làm sao để phòng tránh đột quỵ trong tình hình ở thời tiết rét đậm rét hại tiếp tục kéo dài như hiện nay? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến các bệnh lý hô hấp tim mạch tăng mạnh. Người dân cần chú ý việc giữ ấm cơ thể khi trời chuyển rét, đặc biệt là với người cao tuổi, người cao tuổi có bệnh nền. Các chuyên gia khuyến cáo khi đi ngủ, người cao tuổi vẫn cần đội thêm mũ len và đeo tất, tránh nguy cơ gây viêm đường hấp và viêm phổi. Một thói quen cần thay đổi là tập thể dục buổi sáng. Người dân chú ý uống nhiều nước, tăng cường vận động để máu lưu thông nhanh, để phòng đông máu gây tử vong do nhồi máu động mạch phổi. Đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tiền sử mắc bệnh tim mạch hay cao huyết áp, tiểu đường cần hạn chế ra ngoài trời lạnh đột ngột vào buổi đêm và sáng sớm. Chú ý dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, bổ sung đầy đủ nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Người dân không tắm quá muộn cũng như không tắm nước lạnh, tránh uống rượu trước khi ra ngoài trời. Thưa quý vị, các chuyên gia y tế cũng lưu ý thêm, trong thời tiết cực đoan hiện nay, mọi người cần phải tuân thủ chặt chẽ các phương pháp phòng bệnh, đảm bảo về chế độ dinh dưỡng khoa học để tăng cường sức đề kháng và theo đó là ngăn ngừa nguy cơ bệnh tật. Trong trường hợp có dấu hiệu của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để được thăm khám và cấp cứu kịp thời, vì nguy cơ tử vong của các bệnh trên là rất cao.